Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Hôm nay xin mời các vị lắng nghe kinh Đại Bát Niết Bàn phần thứ 25. Phần này là phần cuối cùng ở trong phẩm Thánh Hạnh Thư Lược quý vị. Chúng ta thấy ở trong phần này Đức Thế Tôn kể lại một mẫu chuyện tiền thân của Ngài. Ở trong một kiếp xa xưa, Ngài sinh ra trong giai cấp Bà La Môn, tu hành khổ hạnh thanh tịnh ở tại núi Tuyết Sơn. Ngài không có cần cầu quả vị thinh văn duyên giác cho đến Bồ Tát quyền thừa, mà một lòng cầu giác ngộ tối thượng thừa để đem đến lợi lạc cho vô lượng quần sinh. Do vậy mà lúc bây giờ, Thiên Đế Thích cùng với các vị đại tiên ở trên cung trời Tam Thập Tam mới luận bàn với nhau rằng có một vị đang tu hành khổ hạnh như vậy, chẳng biết cầu gì duyên gì. Và cuối cùng vua trời Đế Thích muốn thử xem tiền thân của Đức Thế Tôn phát tâm như vậy đã kiên cố về mặt giới luật, còn trí tuệ thì như thế nào. Vì vậy cho nên vua trời Đế Thích mới hóa hiện ra hình thù của một quỷ dạ xoa, dáng mạo thật đáng kinh sợ, biến hiện thân đứng ở trước Đức Thế Tôn và nói nửa bài kệ về kinh điển Đại Thừa mà chư Phật tán thán, đó là các hành vô thường là pháp sinh diệt. Thưa liệt quý vị, khi Quỷ Lai Sát nói nửa bài kệ xong thì Quỷ Lai Sát mới liếc mắt tìm ngó bốn phía. Người tu khổ hạnh nghe hai câu kệ ấy lòng rất vui mừng, như là người khách buôn mà ban đêm đến đường hiểm lạc mất đồng bạn, kinh sợ tìm kiếm bỗng gặp được đồng bạn, lòng rất vui mừng. Chúng ta hiểu rằng Lai Sát đọc những bài kệ hai câu kệ như vậy thôi mà tiền thân tu khổ hạnh của Đức Thế Tôn nghe vui mừng. Vui mừng giống y như là một hành trình mà lạc mất bạn ở trên đường xa vạn dặm. Trong cái cơn hoảng loạn tìm kiếm thì bỗng dưng gặp được bạn của mình, ở trong lòng mừng rỡ vô cùng. Mừng còn hơn là được bạc được vàng như vậy, thưa quý vị. Ở đây ý nói rằng tiền thân của Thế Tôn chúng ta khát cầu giáo pháp Đại Thừa thậm thâm, cho nên không có gì ở thế gian này làm cho Ngài say đắm vui thú. Chỉ có kinh điển liễu ngộ thượng thừa đưa đến cảnh giới giải thoát tối thượng thì lúc bây giờ tâm của Ngài mới có sự vui thích trong đó mà thôi. Thế Tôn nói rằng cũng như người bệnh lâu chưa được gặp lương y, về sau bỗng được gặp. Như người trôi nổi ngồi biển khơi bỗng gặp được thuyền bè. Như người quá khát mà gặp được nước mát trong. Như người bị oán địch rước mà chạy được thoát. Như người bị trói nhốt mà lâu bỗng đỉnh được thả ra. Cũng như nhà nông trời nắng hạn mà được gặp mưa. Như người đi xa trở về nhà, cả nhà đều vui mừng. Thưa lục quý vị, một đoạn kinh như vậy đủ để chúng ta thấy rằng lòng khát cầu Đại Thừa của Đức Thế Tôn như thế nào trong tiến trình tu hành Bồ Tát Đạo. Vì vậy cho nên đây cũng là một trong những bài học cho chúng ta. Nếu chúng ta khát ngưỡng chân lý thượng thừa như vậy thì nhất định chúng ta sẽ thành tựu được chân lý thượng thừa. Còn nếu như mà chúng ta lơ là, chúng ta xem rằng cuộc sống sinh diệt thế gian này là điều trọng yếu hơn thì tất nhiên chúng ta cũng thành tựu ở trong thế gian này mà thôi. Nhưng thế gian này cuối cùng vạn vật đều vô thường, chúng ta nắm bắt được gì đâu. Do vậy mà chúng ta nghe điều này, đọc đoạn kinh này, chúng ta phát tâm tinh tấn hơn nữa. Thế Tôn nói rằng, này thiện nam tử, lúc nghe được nửa bài kệ ấy, lòng người khổ hạnh vui mừng cũng như vậy. Liền đứng dậy, lấy tay đỡ tóc lên, ngó tìm bốn phía và nói rằng,
chẳng biết ai vừa nói hai câu kệ. Ngó mãi không thấy người nào, chỉ thấy quỷ la sát. Cho nên bèn nói rằng, ai khai môn giải thoát như vậy? Ai có thể thuật lời của chư Phật như vậy? Ai có thể ở trong giấc ngủ sanh tử mà có thể riêng được giác ngộ, sướng lên lời đó như vậy? Ai có thể ở chốn này đem đạo vị vô thượng chỉ dạy cho chúng sanh đang đối khắc ở trong vòng sanh tử? Ai có thể làm thuyền lớn cứu vớt vô lượng chúng sanh đang chìm nổi ở trong biển sanh tử? Những chúng sanh này thường mang bệnh nặng phiền não, ai có thể làm lương y, nói hai câu cỡ ấy khai ngộ tâm của tôi? Như mặt trăng nửa, như hoa sen hé nở. Thưa lực quý vị, chúng ta thấy ở trong lòng khát khao cần cầu giáo pháp đại thừa và đã thấm cái khổ đau ở trong dòng sanh tử. Cho nên tiền thân của Thế Tôn là một vị bà la môn tu hành khổ hạnh, mà nghe có hai câu kinh đại thừa giống y như là đối khác mà được đồ ăn nước uống ngon ngọt. Thưa liệt quý vị, ở đây chúng ta thấy mấy câu kinh vừa rồi chúng tôi đọc, các vị thấy rất là tuyệt vời. Chúng ta không thể nào mổ xẻ và phân tích hơn nữa. Hy vọng quý vị có kinh Đại Bát Niết Bàn ở trên tay, để chúng ta cùng nhau chia sẻ thẩm thấu những cái giá trị tán thán kinh điển đại thừa của Đức Thế Tôn. Và từ đó mà so sánh với ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng có một số đã không hiểu được những giá trị đại thừa như thế nào, do vậy mà đã dội dàng mở lời phí bán. Điều đó chắc chắn nó sẽ kết thành tội báo, chứ không thể nào không có được. Do vậy cho nên người con Phật của chúng ta hãy cẩn thận, khi chúng ta chưa có tín giải được thì chúng ta nên tín thọ phụng hành. Hy vọng ở trong quá trình tín thọ phụng hành thì chúng ta mới có thể liễu ngộ được chân lý thượng thừa này. Kinh nói rằng người khổ hạnh lúc đó không thấy có ai khác, chỉ thấy quỷ la sát, nghĩ rằng có lẽ quỷ này nói hai câu cỡ ấy chăng? Bởi vì nhìn đông nhìn tây, nhìn không thấy ai hết, và chỉ thấy một quỷ la sát đang đứng gần mà thôi. Và lúc bây giờ tiền thân của Phật mới nghĩ rằng, có phải quỷ la sát này nói hai câu cỡ ấy chăng? Rồi lại nghĩ rằng quỷ này hình dung hung dữ đáng sợ, phàm người nghe định những câu ấy thời tất cả sự sợ sệt xấu xa liền tiêu trừ. Đâu có lẽ người hình dung xấu xa mà có thể nói lên những bài cỡ như vậy, nói lên những câu cỡ như vậy. Thưa lời quý vị, ở đây chúng ta thấy trong tư duy đương nhiên có một con người chưa giác ngộ như là tiền thân của Đức Thế Tôn lúc bây giờ, cứ nghĩ rằng những cái hình dung xấu xa kỳ dị như vậy, tức là những loài đang ở trong cái cảnh giới xấu xa khổ đau. Mà trong cảnh giới xấu xa khổ đau đó, tại sao lại lưu xuất ra những cái câu kinh, những chân lý mang cái nghĩa thâm sâu giải thoát như vậy được? Cho nên lúc bây giờ Thế Tôn mới nghĩ rằng, tiền thân mới nghĩ rằng, như ở trong lửa mọc được hoa sen. Rồi lúc bây giờ Ngài mới tự trách, ta thật là vô trí, hoặc quỷ này đã gặp chư Phật quá khứ nên được nghe nửa bài cỡ ấy, nay ta nên hỏi nghĩa của lời ấy. Biết đâu là quỷ đó đã từng gặp chư Phật trong quá khứ thì sao? Cho nên thưa lực quý vị, ở trong tiến trình học đạo của chúng ta cũng thế. Bất luận nhân cách ấy như thế nào, xuất thân từ giai tầng xã hội ra sao, nhưng thái độ học Phật của chúng ta đó là một lòng mong cầu đạo lý giác ngộ giải thoát. Điều này rất là quan trọng ở trong sinh hoạt tu học của chúng ta. Nếu chúng ta đến chùa mong cầu một ngôi chùa có nhiều sinh hoạt thuận thảo thì giống như là chúng ta đi tìm một đoàn thể thanh tịnh. Tìm những đoàn thể như vậy, cái cuộc sống như vậy ở giữa trần đời này chúng ta nghĩ có được hay không? Chúng tôi xuất thân ở trong đoàn thể tăng, được gọi là đoàn thể thanh tịnh. Nhưng phàm tăng ở trong thánh giới của Như Lai đâu phải lúc nào cũng có thể hoàn thiện một cách nghiêm túc được. Đâu phải lúc nào cũng có thể tuân thủ một cách trong sáng. Mà không phải cần giám sát, cần khiển trách và cần gì? Cần sám hối thanh tịnh. Cho nên thưa lực quý vị, ở đây
Chúng ta học giáo pháp, chúng ta không có nên bận lòng hoàn cảnh đó như thế nào. Đúng theo tinh thần của Đức Phật đã dạy rằng, ở nơi nào có chánh pháp thì hãy nỗ lực mà ở nơi đó. Nếu nơi đó có được cơm ăn áo mặc no đủ thì đó chính là phước báo của các ngươi. Còn nếu như nơi nào cho ăn đầy đủ, sống một cách vui vẻ hạnh phúc ở thế gian nhưng mà không có chánh pháp thì các ngươi cũng hãy nên bỏ nơi ấy mà đi để đi tìm cầu cho được chánh pháp. Hoặc giả, nếu như nơi nào có chánh pháp mà có những sinh hoạt khắc nghiệt, cuộc sống khốn khổ thì các ngươi hãy hiểu rằng đó là nghiệp chướng sâu dày của các ngươi cần phải trả ở trong ít nhiều, nhưng hãy cố gắng bám trụ nơi đó để mà thành tựu chánh pháp. Như vậy, thưa là quý vị, tất cả lời dạy của Đức Thế Tôn xuyên suốt từ trước tới sau đều hướng chúng ta thành tựu chánh pháp. Vì vậy cho nên ở đây, chúng ta học chánh pháp như là tiền thân của Thế Tôn. Lúc ấy Ngài không được sống ở trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn, nhưng mà rõ ràng Ngài rất là sáng suốt, rất là tỉnh ngộ rằng một cái loài quỷ xấu xa hình thù kia, nhưng biết đâu cũng đã từng nghe lại lời của Phật thì sao? Vậy thì ở đây lòng chúng ta cầu chánh pháp chứ không phải chúng ta cầu cái điều kiện của người nói là cao sang hoặc là xinh đẹp để chúng ta mới lên nghề. Đây là những điều mà chúng ta nên gạt bỏ những cái ý nghĩ phàm phu như vậy thì chúng ta mới học được chánh pháp của Như Lai. Lúc bây giờ suy nghĩ xong liền đến trước Quỷ La Sát và nói rằng: lành thay đại sĩ, Ngài ở đâu mà học được bài kệ của Phật quá khứ như vậy? Thưa lục quý vị, lúc đó Quỷ La Sát liền đáp rằng: Này Bà La Môn, ông chẳng nên hối ta về việc ấy, vì ta đã nhiều ngày không được ăn, đối khát khổ não, tâm ý mê loạn, ta tìm cầu khắp nơi vẫn chưa được thức ăn, vì thế nên ta nói những lời như vậy. Người khổ hạnh lại nói với Quỷ La Sát rằng: Nếu đại sĩ có thể vì tôi nói trọn bài kệ, tôi sẽ trọn đời làm đệ tử của Ngài. Chúng ta thấy nghĩa đệ tử này là nghĩa vì pháp, chứ không phải là trở thành một người hầu. Nhưng thưa thật quý vị, ở trong quá trình cần cầu chánh pháp thì người học đạo không có quản nại khó nhọc gian lao. Đây là những điểm mà chúng ta phát tâm tu học thì chúng ta mới thấy được. Ngày hôm nay chúng tôi thấy có rất nhiều chúng đồ họ học đạo có điều kiện. Điều kiện đó là ông thầy phải thông thái, điều kiện đó là ông thầy phải biết điều kiện đó là ông thầy phải cao đẹp như thế nào đó, họ mới chịu học, chứ không phải họ đi học đạo là cầu cái sự giải thoát. Vì vậy cho nên chúng tôi thấy đại đa số hôm nay học đạo thì nhiều mà hiếu đạo thì ít. Bởi vì họ đi tìm một cái điều kiện chứ không phải họ đi tìm chánh pháp. Cho nên họ sẽ thành tựu điều kiện đầy đủ tiện nghi, nhưng chánh pháp chắc chắn không thể thành tựu được. Ở đây chúng ta thấy nó cũng như vậy. Tiền thân của Thế Tôn, Ngài nói rằng một Quỷ La Sát mà Ngài cũng nguyện làm đệ tử để được học những cái câu kinh đại thừa và để đền đáp công ơn người dạy dỗ kinh điển cho mình. Thì lúc bây giờ kệ của đại sĩ vừa nói lời chánh đủ, Ngài nói rằng nghĩa chánh trọn, sao đại sĩ chẳng nói cho tôi hiểu được trọn vẹn? Luận về tài thí thì có cạn hết, còn pháp thí thời chánh thở cùng tận, nhiều sự lợi ích. Tài thí có nhiều như là núi Tu Di, có nhiều như quả địa cầu, tài sản bảy báu tràn đầy cả mặt đất, đem cho thiên hạ, cho rồi cũng sẽ hết. Nhưng ở đây pháp thí thì vô cùng vô tận, bởi vì pháp thí đưa đến liễu ngộ vô tướng, cho nên nó vô cùng vô tận, nó đến lợi ích vô tận. Tôi nghe nửa bài kệ ấy, lòng sanh kinh nghi, trong mong Ngài vì tôi mà nói cho trọn, tôi sẽ trọn đời làm đệ tử của Ngài. Lúc bây giờ Quỷ La Sát mới nói: Ông tham thái quá, chỉ biết tự thương thân mình mà chẳng nghĩ đến người khác. Ta đường đối khổ thiệt không thể nói đặng. Thưa là quý vị, Quỷ La Sát, đây là hóa hiện của vua trời Đế Thích. Thứ lòng của vị Bồ Tát này xem sao. Ông tu tập chỉ biết mong giác ngộ cho bản thân mình
mà không nghĩ đến người khác, không thương tưởng đến người khác. Đây chính là một đặc điểm của Đại Thừa. Chúng ta nghĩ xem, ở trong cuộc sống mà chúng ta cứ tìm tất cả mọi phương tiện làm sao để cho mình giác ngộ, mình giải thoát được an vui cho bản thân mình, giác ngộ cho mình đầy đủ trí tuệ, mình mặc sức những gì xung quanh. Như vậy, người ấy có đủ tình thương với mọi người hay không? Mà một người không đủ tình thương thì liệu có thể giác ngộ được hay không? Đây chính là những điều mà chúng ta có thể nhận ra được ở trong câu hỏi của Hóa Thân Trời Đưa Thích. Người khổ hạnh lúc bây giờ hỏi rằng, vậy thì thưa Ngài, thức ăn của Ngài là vật gì? Quỷ La Sát mới nói, ông đừng hỏi, nếu ta nói ra thời mọi người phải kinh sợ. Người khổ hạnh mới nói rằng, giữa đây chỉ có mình tôi, không có người nào khác, tôi không sợ, Ngài cứ nói. Quỷ bèn nói rằng, tôi chỉ ăn thịt người tươi nóng, chỉ uống máu nóng của người, vì tôi phước mỏng nên chỉ ăn những thứ đó. Chúng ta thấy trong cuộc sống cũng vậy, ăn thịt tươi nóng, uống máu nóng của súc sanh, của loài vật mà chúng ta thấy ngon miệng, thì phải hiểu rằng nghiệp chúng ta rất là nặng. Còn các vị có cái phước báo lớn, tâm hồn thanh cao, những cái thực phẩm như vậy không có ai muốn dùng bao giờ. Chúng ta thấy so sánh Đông Tây, chúng ta thấy ở cái vùng Đông Nam Á có rất nhiều người ăn thực phẩm như vậy đó quý vị, ăn máu của chúng sinh. Còn các nước Tây Âu này chúng ta thấy họ tránh những cái thực phẩm có cái tính là ghê rợn như vậy. Ở đây nói rằng, ta tìm khắp các nơi mà chẳng định, trong đời giàu có người đông nhiều nhưng mỗi người đều có phước đức, lại được chư thiên thủ hộ nên ta không đủ sức bắt ăn được. Những câu này không phải là chuyện bình thường đâu, thưa liệu quý vị. Cảnh giới này cảnh giới khó hiểu. Mỗi người chúng ta nhờ cái phước báo mà chư thần hộ pháp theo thủ hộ. Nếu chúng ta không có phước báo thì quý dạ xoa đã ăn thịt chúng ta hết ráo rồi. Có những trường hợp, có những quý dạ xoa oan nghiệp của chúng ta đi theo để hại chúng ta cả đời nhưng không thể hại được. Thậm chí chúng ta chết đầu thai kiếp khác cũng không thể hại được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta được phước báo thủ hộ, cho nên Long Thiên Bát Bộ độ trì chúng ta. Người khổ hạnh nói, Ngài cứ nói đủ bài cỡ ấy, tôi nghe cỡ rồi, sẽ đem thân này dâng cho Ngài dùng. Thưa đại sĩ, nếu lúc tôi chết, thân này sẽ không dùng vào được việc gì? Sẽ bị cọp, sói, chim hiu, kền kền, anh mổ, không được một mấy phước đức. Có phải như vậy không, thưa liệu quý vị? Ngày mai kia thân chúng ta hủy hoại đi, thì nếu như vùi trong lòng đất cũng chỉ làm thức ăn cho các loại dồi đục mà thôi. Còn nếu như điểm bỏ ở ngoài tha ma mộ địa thì cũng là thực phẩm cho các loại gì? Các loại cơn cơn quà quà. Hoặc là đem đốt thành tro thì cùng lắm có lợi ích một chút cho gì? Một chút cho phân bón các cây trái mà thôi. Nó được lợi ích gì bao nhiêu trên cái thân mạng của chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta thấy Bồ Tát thấy cái điều đó, cái thân vô dụng sau khi chết, cho nên Ngài muốn dùng cái thân này để cầu phước báo to lớn. Thành ra hôm nay chúng ta cũng có thể học được rằng, còn có thân mạng, chúng ta nỗ lực làm gì đó để tạo ra phước đức, để rồi mai kia chúng ta không còn sống nữa thì chúng ta không thể đem theo được bất cứ điều gì trên thế gian này. Nay tôi vì cầu vô thượng Bồ Đề, xả thí thân vô thường chẳng bền chắc này, để đổi lấy thân thường trụ bền chắc như là chư Phật mười phương. Lúc bây giờ quỷ mới nói rằng, ai tin được lời của ông, chỉ vì có 8 chữ mà thí bỏ thân đáng mến đáng tiếc. Đây là một câu hỏi rất thường tình ở trong đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói rằng chúng ta tu tập tinh tấn, ai tin được? Chúng ta nói rằng chúng ta sẵn sàng xả thí, ai tin được cho chúng ta? Ai tin được chỉ có 8 chữ ở trong mấy câu kệ mà chúng ta sẵn sàng xả bỏ thân mạng để cần cầu cho được những câu kinh Đại Thừa? Tiền thân của Thế Tôn làm khát cầu Đại Thừa là như thế. Còn hôm nay Bồ Đề Phật Quốc TV của chúng ta trùng tuyên vô lượng nghĩa ở trong kinh Đại Thừa, được mấy người trong chúng ta mà khát cầu tinh tấn lắng nghe chú đáo. Cho nên ở đây chúng ta thấy hai cái tâm khác nhau.
Một tâm khát khao như vậy làm sao không thành tựu co to lớn được. Còn tâm chúng ta nó chơi lười ở trong thế gian này, đối với cái pháp thanh tịnh của Như Lai mà xem như là một cái đó mang tính là tiêu khiển giải trí một chút ít mà thôi. Như vậy thì làm sao mà chúng ta thành tựu được cái quả vị to lớn. Người khổ hạnh mới nói rằng, như có người đem đồ sành bố thí cho người khác mà đặng đồ bằng thất bảo. Cũng vậy, tôi xả thí cái thân vô thường này đỡ đặng thân kim cương. Ngài nói, ai tin được lời của tôi? Tôi sẵn sàng bỏ cái thân vô thường, ngày mai kia sẽ hủy hoại, nó trở thành vô nghĩa, để tôi có thể đổi lấy được cái thân kim cương bất hoại, đó là pháp thân thanh tịnh của chư Phật mười phương. Như vậy thì ai có thể tin được điều này? Các vị Đại Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàng Nhân và Tứ Thiên Vương có thể chứng minh lời của tôi. Ý nói rằng những cái tâm hồn to lớn như vậy chỉ có bậc đại trí đại nhân mới có thể cảm thấu được mà thôi. Đây là một cái điều thường tình ở trong thế gian. Ở đây chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc sống cũng vậy. Trong tâm hồn cao thượng chúng ta không thể nghĩ những điều thấp hèn. Chúng ta nghĩ những điều cao thượng vượt khỏi những tâm hồn thấp hèn, thì kẻ thấp hèn kia làm sao có thể hiểu được tâm hồn của người cao thượng. Và một khi đã không hiểu được rồi thì dĩ nhiên sẽ bình phẩm đánh giá và nhận định thiến cận theo cái quan kiến hạn hẹp của mình. Ông bà ngày xưa có nói rằng chim sẻ làm sao hiểu được trí của đại bàng. Những điều như vậy đều là những lời cảnh tỉnh cho chúng ta ở trong đời sống phàm nhân này. Và thưa liệt quý vị, ở đây tiền thân Bồ Tát nói rằng các vị có các vị Bồ Tát tu hành đại thừa đủ lục độ lợi ích vô lượng chúng sanh, có thiên nhãn cũng chứng biết được lời của tôi. Tức là những vị Bồ Tát tu hành đầy đủ lục ba la mật và đem đến lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Những người với cái tâm hồn to lớn như vậy, với cái thiên nhãn đầy đủ như vậy, thì những vị ấy có thể chứng biết được lời nói của tôi. Thập phương chư Phật cũng chứng biết cho tôi vì tám chữ mà xả thí thân mạng này. Thưa liệu quý vị, chúng ta đọc từng câu, từng chữ ở trong đoạn kinh này, chúng ta thấy tâm hồn mình chấn động. Nếu như chúng ta không có phải vì sự tu tập cần cầu giác ngộ, thì chúng ta không thể nào cảm nhận hết được ý nghĩa sâu xa ở trong từng câu, từng lời dạy này. Lúc bây giờ quỷ mới nói rằng, nếu ông có thể xả thân mạng như vậy, thời ông nên lắng nghe kỹ, tôi sẽ vì ông mà nói nửa bài kệ như sau. Hữu cầu tắc ứng, lòng chí thành, cảm thấu cả trời đất. Người khổ hạnh nghe quỷ hứa, nói vui mừng hớn hở, liền cởi cái tấm da. Cởi cái tấm da nai đang mặc ở trên thân, trải tòa mời quỷ ngồi. Bạch hòa thượng, xin thỉnh ngài lên tòa này. Hòa thượng đó là gì? Là lực sanh, mặc dù là quỷ đi nữa, nhưng mà có thể sanh cho chúng ta pháp thân hội mạng, sanh cho chúng ta trí tuệ thanh tịnh, thì đó chính là bậc hòa thượng của chúng ta. Và một bậc hòa thượng như vậy đáng để mà chúng ta cởi cái gọi là cái áo bào tuyệt diệu chúng ta, những cái gì trong quý nhất của chúng ta trải ra để thỉnh vị đạo sư ấy ngồi lên. Quỷ ngồi xong, người khổ hạnh quỳ dài vòng tay thưa rằng, xin hòa thượng vì tôi mà nói nửa bài cỡ còn lại cho được đầy đủ. Quỷ La Sát liền tuyên rằng, sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Chư hành vô thường là pháp sinh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Vậy thì làm sao đỡ cho chúng ta tịch diệt pháp đang sanh diệt? Và đạt đến sự tịch diệt, hay còn gọi là đạt đến sự niết bàn, đó mới chính là vui thú tuyệt đối. Quỷ La Sát nói hai câu kệ rồi báo rằng, này Đại Bồ Tát, nay ông đã nghe đủ nghĩa bài kệ, lòng mong muốn của ông đã đầy đủ, nếu ông muốn lợi ích chúng sinh, giờ đây nên thí thân cho ta. Người khổ hạnh suy nghĩ kỹ những ý nghĩa trong bài kệ biên chép, rồi biên chép ở lên đá, có lẽ là xin quý giả xóa đợi trong giây lát. Ngài muốn lưu truyền bài kệ này cho hậu thế, cho nên là khắc lên đá, rồi trên vách, trên cây, trên đường đi, rồi
tự cột áo sim, sợ khi chết thân thể lõa lồ, rồi á leo lên trên cây cao, gieo mình xuống để chi, để cho thân mạng chấm dứt đi. Và lúc đó quý dạ xoa kia sẽ nhận được một bữa ăn. Thọ thần lúc bây giờ thấy người khổ hạnh như vậy, mới hỏi rằng: lành thay, nay ông muốn làm việc gì? Người khổ hạnh mới đáp: tôi muốn xả thí thân này để trả giá bài kệ. Chúng ta thấy được gọi là xả thân cầu đạo. Xả thân cầu đạo, tinh thần là như vậy. Hôm nay chúng ta mệt mỏi chút ít, nào có đáng kể gì ở trong tinh thần xả thân cầu đạo mà Đức Phật đã từng trải qua. Chúng ta thấy như vậy, lòng hổ thẹn vô cùng. Thọ thần mới nói: bài kệ như vậy có những lợi ích gì mà ngài phải xả thân như vậy? Người khổ hạnh mới đáp: những câu cỡ ấy là lời thuyết pháp của chư Phật ba đời, trong ấy chỉ dạy đạo pháp chân không. Tôi vì pháp này muốn lợi ích tất cả chúng sinh mà thí xả thân này, tức là vì giáo pháp giác ngộ để mà lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không phải lợi ích cho tự thân. Chẳng phải vì danh, chẳng phải cầu chuyển luân thánh vương, tứ thiên vương, thích đề hoàng nhân, đại phạm thiên vương, chẳng cầu quả vui của người của trời. Đó là tâm bồ đề tiền thân của Phật. Tiền thân của Phật phát tâm bồ đề tinh tấn như vậy. Con nay phát tâm không phải vì cầu quả vị thinh văn duyên giác, cho đến Bồ Tát quyền thừa, chỉ y vào tối thượng thừa mà phát bồ đề tâm, nguyện cùng với tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng chứng quả vô thường chánh định chánh giác. Thưa liệu quý vị, với tâm kiên cố như vậy, làm sao Thế Tôn không thành Phật được? Lúc sắp sửa xả thân, người khổ hạnh mới nói rằng: nguyện cho tất cả người tham lam bốn xiển đều thấy tôi xả thân. Những người tham lam bốn xiển thấy Bồ Tát xả thân như vậy mà dứt bỏ lòng tham, bởi vì đó là bài học, đó là gì, là lòng hổ thẹn mà mình phải sinh ra để từ bỏ cái tâm sang tham của mình. Nguyện cho những người bố thí chút ít sanh lòng cống cao cũng đặng thấy thân tôi vì một bài kệ mà xả thân mạng. Ở trong cửa chùa hôm nay chúng ta thấy khá nhiều bố thí chút ít mà lòng cống cao ngã mạng, nghĩ rằng mình có công đức lớn, có ảnh hưởng lớn trong đạo tràng. Khi chúng ta nghe những lời kinh này, chúng ta thấy việc làm của chúng ta chẳng thấm thía vào đâu. Sự bố thí, xả thí của chúng ta chẳng có thấm biếu vào đâu. Nhưng mà chúng ta tại sao lại sinh lòng cống cao ngã mạn? Nghĩ đến công hạnh của Bồ Tát, chỉ có 8 chữ trong Kinh Đại Thừa, vậy mà gieo mình để bỏ thân vì lợi lạc cho Phật Pháp, cầu cho được cái thánh quả vô thượng. Qua đó để chúng ta thấy rằng lòng cầu đạo tiền thân của Thế Tôn là một lòng chí thành thiết tha. Nói xong, người khổ hạnh buông mình từ trên cây rơi xuống. Lúc thần chưa rơi tới đất, ở trong hư không vang ra các tiếng thấu đến cổ trời sắc cưu canh. Quý dạ xoa lúc bây giờ hoàn lại hình thiên đế, hứng lấy thân của người khổ hạnh để nhẹ nhàng xuống mặt đất. Và lúc bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân, Đại Phạm Thiên Vương cùng chư thiên đảnh lễ người khổ hạnh mà khen rằng: hay thay, lành thay, thiệt là Bồ Tát có thể lợi ích nhiều cho vô lượng chúng sanh, muốn thắp đuốc pháp lên giữa đêm tối vô minh. Vì tôi mến tiếc lớn, xin mời vì tôi mến tiếc cái pháp lớn của Như Lai nên có phiền não ngài, ngưỡng mong ngài cho tôi sám hối tội lỗi. Thuế vị lai, ngài nhất quyết sẽ thành vô thượng chánh định chánh giác, khi được thành Phật mong ngài tế độ chúng tôi. Chúng ta thấy rằng đây là mẫu chuyện, một trong những mẫu chuyện tiền thân của Đức Thế Tôn ngài cớ lại ở giữa hội chúng Đại Bát Niết Bàn này. Chúng ta thấy hữu cầu tất ứng, trong tâm chúng ta chí thành, lòng vượt khỏi cảnh giới ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì thân mạng chúng ta sinh diệt nào có đáng cỡ gì. Chỉ quan ngại rằng đường tu tập của chúng ta nó chậm chạp,
không có nhanh chóng được thành tựu, đây chính là điều mà chúng ta thấy xót thương cho bản thân của mình. Ở đây chúng ta thấy trời Đế Thích, trời Đại Phạm Thiên Vương vì quá cung kính giáo pháp thanh tịnh của Như Lai cho nên mới sinh phiền não khi nhìn thấy một cái vị quyết định thành tựu như vậy. Thành ra bèn đem trước phương tiện thử thách xem sao. Nhưng mà rõ ràng mọi thứ đã được sáng tỏ, cho nên vua trời Đế Thích sám hối lễ tạ và cầu mong tiền thân của Phật nếu như có thành tựu vô thượng đẳng chánh giác thì hãy vì vua trời mà giáo hóa cho. Nói xong, Thích Địa Hoàng Nhân và chư thiên đánh lễ người khổ hạnh rồi cáo từ bỗng nhiên biến mất. Người thiện nam tử, người khổ hạnh thời xưa chính là tiền thân của ta. Câu kinh này là câu kinh Đức Thế Tôn khẳng định lại một mẫu chuyện tiền thân, và chúng ta bắt gặp những hình thức biên tập này rất nhiều ở trong kinh Đại Thừa. Đôi khi câu chuyện luận lý nó làm chúng ta mệt mỏi, nghe một câu chuyện chúng ta rút ra được một tấm gương và cũng là một bài học bỏ túi cho bản thân của mình, để rồi lúc nào đó chúng ta khởi tâm mạnh mẽ mà học theo cái hạnh của thánh hiền như Đức Thế Tôn đã từng xả bỏ thân mạng vì cầu giáo pháp thanh tịnh, và vì giáo pháp thanh tịnh là nguồn chất liệu trong sáng cao quý mới có thể đem đến hạnh phúc đích thực cho nhân thiên và loài người. Thưa liệt quý vị, Thế Tôn nói rằng ngày trước vì nửa bài kệ ấy mà ta xả thí thân mạng, do cớ đó ta định vượt bậc thành Phật trước Đức Di Lặc 12 kiếp. Ở trong kinh Pháp Hoa thì cho rằng là 9 kiếp, nhưng Đại Bát Niết Bàn thì nói rằng là 12 kiếp. Vấn đề này chúng ta tự mình tìm hiểu thử xem nào. Thưa liệt quý vị, ở đây chúng ta chỉ hiểu rằng nôm na rằng một người tinh tấn cầu đạo thì lúc bây giờ mới nhanh chóng. Còn nếu như trong học đạo mà chúng ta lơ là, thường sinh tâm thối thấp, thì đạo chúng ta khó có thể trong sáng nhanh chóng được. Đây chính là một điều tất yếu mà thôi. Vì vậy cho nên chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn hơn nữa để chúng ta nhanh chóng chấm dứt cái kiếp luân hồi. Bởi vì trong trầm luân sanh tử, chất đầy sinh kia, bao nhiêu cái nỗi niềm thống khổ, bức khổ từ cảnh sinh ra, cảnh già, cảnh bệnh và cảnh chết làm chúng ta đọa đầy đã quá nhiều rồi. Thôi hôm nay chúng ta phát tâm dừng lại bằng cách cầu quả Niết Bàn, mà quả Niết Bàn không thể vắng mặt đại gọi là những cái giáo nghĩa Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn này. Thế Tôn nói rằng này thiện nam tử, ta định vô lượng công đức như vậy đều do cúng dường chánh pháp của Như Lai. Chữ cúng dường đây là cúng sao thưa liệt quý vị, tức là cung dưỡng. Như vậy thì ở đây Đại học Sakyabuddha của chúng ta là một phương tiện cung dưỡng, tức là cung cấp những phương tiện và giữ gìn chánh pháp trường tồn cho thế gian. Đây chính là gì? Đây chính là cúng dường chánh pháp Như Lai. Thành Thế Tôn nói rằng là gì? Đều do công đức cúng dường chánh pháp của Như Lai, cho nên Ngài mới định vô lượng công đức trang nghiêm. Hôm nay chúng ta muốn có được công đức trang nghiêm vô lượng như Đức Phật trong quá khứ, thì chúng ta nỗ lực tinh tấn để mà giữ gìn chánh pháp trường tồn cho hậu thế. Bản thân chúng ta vừa tu học giác ngộ trong đó, lại có thể là giữ gìn truyền trì cho đời sau. Chúng ta tìm đủ mọi phương tiện ở trong tầm tay và khả năng có thể của mình để chúng ta làm cho chánh pháp Như Lai duy trì vững chắc ở thế gian này. Đây chính là một hình thức cúng dường. Và chúng ta cúng dường thân mạng của mình, chúng ta nguyện đem thân mạng của mình hy hiến trở thành pháp khí của Như Lai. Pháp khí Như Lai là thân mạng đây về sau này thọ trì lời dạy của Như Lai và làm theo sự chỉ dạy của Như Lai, nguyện phục vụ cho tất cả muôn loài thành tựu công đức trang nghiêm. Đây chính là pháp thân hợ mạng cúng dường thành pháp khí của Như Lai. Mỗi vị chúng ta nên nỗ lực trở thành sứ giả của Như Lai. Thế Tôn nói, nay ông phát tâm vô thượng Bồ Đề, ý nói rằng Bồ Tát Ca Diếp ở giữa hội chúng đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, thời ông cũng đã vượt hơn vô lượng vô biên hằng hà sa Bồ Tát. Cho nên thưa quý vị, phát tâm vô thượng Bồ Đề và sự phát tâm tinh tấn như vậy thì chúng ta đồng phát tâm với các Bồ Tát, nhưng lòng phát tâm của chúng ta chí thành chí thiết thì đạo lực của chúng ta, công đức chúng ta cũng sẽ vượt trội hơn tất cả các Bồ Tát khác. Cho nên tu tập
đạo pháp thì như nhau, những con đường nhanh hay chậm cũng dựa vào sự phát tâm của chúng ta. Thế Tôn nói rằng, này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn tu hành thánh hạnh. Một vị Bồ Tát trụ nơi gì? Trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn mà tu hành thánh hạnh. Vậy thì ở đây trong đời sống tu tập, chúng ta đứng trên lập trường Đại Thừa Đại Niết Bàn. Để chúng ta luận lý những gì mình làm, chứ chúng ta không nên đem nhân nghĩa phải trái của nhân gian mà gắn ghép vào trong đạo lý của Phật, thì chúng ta sẽ thấy điên đảo khởi lên. Nếu như chúng ta ở trong Đại Pháp Niết Bàn của chư Phật mười phương, thì tâm của chúng ta sẽ khác, nhận thức của chúng ta sẽ khác. Khi chúng ta đã an trú lòng mình vào ở trong Đại Bát Niết Bàn, thì thưa liệu quý vị, phẩm thánh hạnh này chúng ta đều có thể từng bước thành tựu. Chứ không phải phẩm thánh hạnh này chỉ dành cho các vị Đại Bồ Tát, còn chúng ta thì không thể nào liễu ngộ được chân lý này. Đây chính là điều mà chúng ta nên cần mẫn suy nghĩ, chiêm nghiệm thấu đáo mới được, thưa liệt quý vị. Ở đây chúng tôi xin tóm tắt lại như thế này. Trải qua 25 phần ở trong phẩm thánh hạnh này, mỗi phần cho chúng ta một bài học sâu sắc, và chúng tôi mong rằng các vị nếu như có thời gian thì nên nghe xuyên suốt ít nhất là 25 phần ở trong phẩm này, thì chúng ta sẽ thấy được diệu nghĩa của nó hàm tàng bao la vô tận. Còn nếu như chúng ta chỉ nghe một phần, tất nhiên chúng ta sẽ liễu ngộ một phần. Đây chính là những điều mà theo kinh nghiệm học đạo của chúng tôi có lời khuyên với đại chúng ở trong cái phần kết thúc của phẩm thánh hạnh là như thế. Tất nhiên kinh Đại Bát Niết Bàn không dừng lại ngang đó. Nếu như chúng ta đã đi vào thánh hạnh thì tất nhiên chúng ta sẽ thành tựu cái gì cao hơn. Cái cao hơn đó chính là phạm hạnh của Như Lai. Vậy thì phạm hạnh sẽ được trình bày như thế nào? Đại Bát Niết Bàn ở trong lần tới chúng ta sẽ được đề cập tới. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta dừng ngang đây. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đây.